Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại trong bản test thì đã có rất nhiều món đồ mới rồi. Thì những món đồ mới này sẽ ra mắt ở Việt Nam sớm thôi. Ở trong bản update sắp tới nha. Rồi mình sẽ vào phần trang bị để gọi là rồi ok. Ra những món đồ mà mới nhá. Mình sẽ duyệt qua những món đồ công mới trước. Rồi anh em kéo xuống dưới này. Món đồ đầu tiên mình giới thiệu đó chính là lưỡi hái thần chết. Tăng 60 công vật lý, 10% hút máu và 5% giảm một chiêu. Và cái nội tại thần linh can thiệp. Thì cái nội tại này thì nó giống cái nội tại của Muramasa. Đó, nội tại giống nhau. Điều là sau khi bị sát đòn đánh cuối cùng mà chết ý, thì nó sẽ bị miễn sát thương cái đòn đánh cuối cùng đấy. Được tăng 20% tốc chạy trong 1 giây cho các tướng đánh gần và 0.5 cho các tướng đánh xa. Đó. Cái món đồ thứ hai là dao chém hồn. Tăng 100 công vật lý và cộng 10% hút máu. Và cái nội tại giữ hồn giảm 50% khả năng hồi máu của tướng địch trong 1.5 giây. Và nếu cận là các đòn đánh thường thì sẽ giảm đến 3 giây 50% hồi máu. Cái nội tại này sẽ làm giảm sự châu chó của các tướng tăng đi, giảm sự hồi máu từ các cái món đồ như kiểu giáp gai A rồi hay là những kiểu như là phù chú trường sinh đó, giảm khả năng hồi máu của tướng địch. Như vậy thì Tara sẽ yếu đi. Anh em có thể thấy món đồ tiếp theo, món đồ công là vuốt tử thần. Tăng 30% tốc đánh, 20% tỷ lệ chí mạng và 5% tốc chạy. Cái chỉ số thì giống hệt cái song đao bá táp, và nhưng mà cái nội tại của nó là khác hẳn. Nội tại móng vuốt, mỗi đòn đánh thường trúng mục tiêu tăng 10% tốc đánh trong 2 giây và có thể cộng dồn lên 5 lần. Vì vậy anh em có thể tăng lên 50% tốc đánh, vì vậy tốc đánh sẽ rất là nhanh. Món đồ tiếp theo là giáo hủy diệt. 100 công vật lý, 10% giảm một chiêu. Cái này mình quên chưa việt hóa xong rồi. Cái này chính là cái nội tại này, sau khi rời khỏi giao tranh thì nó sẽ được tăng 10% tốc chạy. Đó. Còn cái nội tại thứ hai của cái chiêu cái món đồ này chính là phá hủy, tăng 100 cộng 10 nhân với cấp độ nhân vật chỉ số xuyên giáp. Cái giáo này thì xuyên giáp khá là cao, anh em có thể thấy ở level 15 thì cộng thêm đến 250 xuyên giáp. Khá là cao. Rồi. Món đồ tiếp theo chuyển sang đồ phép nhá. Đối xếp anh em có thể thấy cuốn sách giữ hồn. Ở kia vừa có dao chém hồn, bây giờ có sách giữ hồn. Rồi, đồ phép. Cộng 240 công phép, 500 máu tối đa. Và cái nội tại giữ hồn thì giống hệt cái dao chém hồn như vừa mình trình bày phần công kia. Đều là giảm 50% khả năng hồi máu của tướng địch. Đồ phép chỉ có một món đồ mới thôi. Đồ thủ. Đồ thủ thì nói chung là nó không có món đồ nào mới cả. Nhưng mà cái ngoại hình của cái khiên Arterion và cái giáp thống cổ thì và cái găng tay Hecquin thịnh nộ thì thay đổi nhá. Anh nhìn gió khác biệt hẳn. Và huân chương choi thì đều có thay đổi về ngoại hình. Tốc chạy không có gì thay đổi, đi rừng không có gì thay đổi. Rồi. Mình sẽ quay lại món đồ công và xem món đồ nào tiếp theo thay đổi. Anh em có thể thấy món đồ phức hợp kiếm bây giờ chỉ giá 2.300 thôi. Nó được fix giá, nhưng mà cái chỉ số máu cộng vào chỉ có thêm 500 máu tối đa. Đó. Đây là cái sự thay đổi của món đồ phức hợp kiếm. Món đồ tiếp theo thay đổi chính là xem nào. Đây. Chính là Thương Long Ghi Ớt. Thương Long Ghi Ớt thì sẽ được giảm giá bán. Đó. Và tăng khả năng xuyên giáp. Ngày trước anh em có thể cái chiêu phá giáp đây gây sát thương sẽ trừ 40, bây giờ trừ đến 50. Đó. Đây là cái thay đổi của món đồ tiếp theo. Đó là gươm Urien. Gươm Urien thay đổi về ngoại hình này và chỉ số sẽ khác hẳn. Gươm Urien bây giờ tăng thêm 100 công vật lý. Đó, 100 công vật lý và 600 máu tối đa.
và cái giá bán của nó sẽ được tăng lên. Ngày trước chỉ có 1.530 thôi, bây giờ bán giá là 2.020, và cái nội tại của nó cũng được thay đổi. Nội tại được thay đổi và nó được như thế này: khi máu của tướng còn dưới 40%, phong ấn V sẽ tạo một lớp khiên giúp 200 sát thương phép đó. Và cái thời gian hồi chiêu nó giảm xuống còn 75 giây thôi. Của cái nội tại của món đồ này. Món đồ tiếp theo thay đổi nè. Sang phần thủ đi. Món đồ tiếp theo thay đổi đó chính là phù chú trường sinh. Anh em có thể thấy phù chú trường sinh được bây giờ được nói chung là tăng giá bán lên. Giá bán ngày trước chỉ là 1.730 vàng thôi, bây giờ bán 2.480 vàng. Và cái chỉ số máu tối đa thì được tăng từ 1.200 lên 1.800. Đó. Và cái nội tại trường sinh của món đồ này sẽ tăng từ 7% máu tối đa lên 12% máu tối đa. Vậy món đồ này sẽ giúp các tướng đỡ đòn rất là trâu. Anh em có thể thấy 7% máu tối đa và 12% máu tối đa nó khác nhau như thế nào. Món đồ tiếp theo ở phần thủ được thay đổi đó chính là áo choàng băng giá. Áo choàng băng giá bây giờ sẽ nói chung là được giảm 10 phần chiêu gì như cũ này, 300 giáp như cũ này, nhưng mà nó được cộng thêm 800 máu tối đa. Từ 300 máu tăng thành 800 máu, đó là một cái chỉ số thay đổi rất lớn. Và cái giá giảm thì nó từ 2.080 vàng bây giờ chỉ còn 2.220 vàng thôi, được giảm 60 vàng và các chỉ số lại được tăng thêm 500 máu. Rồi món đồ này sẽ được tăng cường sức mạnh. Như vậy thì cách lên đồ của mình với nhiều món đồ có với nhiều tướng có áo choàng bằng giá sẽ tăng sức mạnh rất là nhiều. Món đồ tiếp theo được thay đổi chính là cái Hecking Thịnh Nộ. Cái món đồ này được tăng giá bán từ 1.500 lên 2.000, và món đồ này sẽ được tăng 50 công vật lý đó. Anh em có thể thấy cái chỉ số 50 công vật lý cộng thêm. Món đồ tiếp theo là giáp thống khổ. Anh em có thể thấy giáp thống khổ bây giờ không phải là bán với giá là 1.000. Giáp thống khổ ngày trước bán được giá 1.600 nữa, 1.630, thì bây giờ bán với giá là 1.940, và cái máu cộng thêm từ 400 tăng lên 1.200. Như vậy cái món đồ này sẽ gọi là sẽ mạnh hơn rất là nhiều, nó không được còn ít dùng nữa. Và cái nội tại của cái món đồ nó được thay đổi, cái nội tại chính là phản đam. Khi bị tấn công thường 15% sát thương nhận phải sẽ phản lại cái tướng tấn công bằng sát thương phép 10 phần 15% sát thương bị nhận vào thành 15% sát thương phép đó. Có quá nhiều món đồ thay đổi anh em, rồi mình sẽ duyệt thêm xem những món đồ nào tiếp theo thay đổi không. Ở phần thủ này, áo choàng thần gia. Áo choàng thần gia được giảm giá bán, bây giờ chỉ còn 1.950 vàng thôi. Giá bán ngày trước là 2.140 vàng. Và anh em có thể thấy áo choàng thần gia bây giờ sẽ không có chỉ số máu nữa, mà nó chỉ cộng 80 công vật lý và 330 giáp. Cái món đồ này thì anh em có thể thấy nó gần gần giống cái đồ Liên Minh Huyền Thoại rồi. Và cái nội tại thiêu cháy thì vẫn như cũ. Mình xem là cái món đồ nào thay đổi tiếp theo không. Rồi sang phần phép, xem món đồ đã thay đổi. Ngọc Đại Pháp Sư.
Ngọc Ngọc Đại Pháp Sư được tăng giá bán. Ngày trước thì có 1.890 thì bây giờ là 2.010. Và cái chỉ số công phép thuật được tăng gọi là tăng lên 40 công phép thuật. Trước là chỉ 100 công phép thuật, bây giờ là 140 công phép thuật. Và các chỉ số thụ động. Đó, anh em có thể thấy này. và 12. Nghĩa là cái lượng lượng máu được cộng thêm sẽ được tăng. Mình chưa việt hóa lại cái file này rồi. Thì cái món đồ này được thay đổi nó chính là được cộng 12 công phép và 80 máu. 80 máu thôi. Mỗi 30 giây được cộng 12 công phép và 80 máu và không có chỉ số 1% giảm với chiêu nữa. Và món đồ này bây giờ được cộng trực tiếp giảm 10% chiêu rồi, sẽ không có 20% giảm một chiêu nữa. Đó, món đồ được thay đổi khá là nhiều. Món đồ quyền trượng đe. Quyền trượng đe bây giờ không được cộng thêm gọi là chỉ số máu nữa, mà nó chỉ còn cộng thêm chỉ số công phép và giảm hồi chiêu thôi. Em có thể thấy giảm hồi chiêu 10% và công phép 140. Sẽ không được cộng thêm 400 máu tối đa nữa. Rồi anh em có thể thấy là quá nhiều món đồ thay đổi. Sang phần công. Công thì anh em có thể lướt lại cái dao gươm sấm sét. Anh em có thể thấy gươm sấm sét bây giờ nó thay đổi khá nhiều rồi. 60 công vật lý thì cứ giữ nguyên rồi. Tốc độ tấn công giảm chỉ còn 15% tốc đánh thôi. Và tỷ lệ chí mạng đó là chỉ còn 20%. Và tốc chạy chỉ còn 5% thôi. Và cái thanh kiếm Muramasa. Kiếm Muramasa thì được cộng thêm 10% giảm hồi chiêu. Và sẽ nó không có cái nội tại là trừ 60 xuyên giáp nữa. Chỉ có xuyên giáp 45% thôi. Từ sau cái cập nhật này thì sẽ không có cái nội tại xuyên giáp mà cộng 60 nữa. Rồi mình sẽ lượt qua cái món tiếp theo, món thủ huyết giáp. Em có thể thấy huyết giáp được tăng giá bán. Nó từ 1.620 lên 1.990 vàng. Và cái nó sẽ cộng thêm 300 máu và cái chỉ số máu tối đa. Bây giờ là 1.500 rồi. Món đồ tiếp theo đó chính là huân chương choi. Huân chương choi giá bán thì không có gì thay đổi, nhưng mà cái chỉ số cộng thủ và anh em có thể thấy là từ 280 thủ phép tăng lên 360 thủ phép. Và cái chỉ số máu cộng vào bị giảm chỉ còn 1.000 thôi. Và cái nội tại thì nói chung là nó sẽ thay đổi một chút. Rồi mình chưa việt hóa xong. Rồi việt hóa chưa chuẩn xác cái nội tại của con này rồi, nhưng mà cái đồ này rồi. Rồi coi bỏ qua nhá. Rồi xem nào. Còn những món đồ nào thay đổi không? Ok, trên đây thì mình đã trình bày những món đồ mới và những món đồ thay đổi trong cái phiên bản cập nhật sắp tới của Lincoln Mobile, gồm có sách giữ hồn, những món đồ mới, lưới hái thần chết, dao chém hồn, móng vuốt tử thần và giáo hủy diệt. Ok, và video của mình đến đây hết rồi. Xin chào tất cả mọi người, bye bye. Có những thông tin mới nhất thì mình sẽ cập nhật sớm nhất để anh em gọi là biết trước. Ok, bye bye.